mơ tiếp nào, mơ tiếp đi. Đang hôn ép với chả dẻo. Vãi trưởng, hẹn 7 giờ cơ mà. Hồi nhận giấy báo nhập học, tôi cứ nghĩ lên đại học thì vui lắm. Có vẻ như nó không hay ho như tôi vẫn tưởng. Hoàng Thùy Linh. Trần Thùy Linh. Trần Thùy Linh. Dạ có. Những ngày vội vàng lên lớp chỉ để điểm danh. Chị vào đi. Tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông. Nó cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó xuất hiện trong lưu thông. Và đồng thời cũng không phải trong lưu thông. Những tiết học nhàm chán. Tóc bạc này, làm gì có. Đây này. Ở đây nhiều tóc bạc hơn này. Chúng mày ơi, trái đẹp, ra đây. Ơ kìa, ra kiếm tí vitamin D đi, thưởng lãm đi, ơ hay. Cả lớp thì không có nổi một đứa con trai. Đi nấu cơm đi mày. Thôi mày nấu đi, đang bận mà. Mày nấu đi, tao bận lắm. Thôi ăn ngoài, cuộc sống thì tẻ nhạt. Ngày nào cũng thế, chỉ việc nghĩ xem hôm nay ăn gì thôi cũng thấy mệt rồi. Sao lắc thế nhở? Lại phun mất rồi. Sao ấy? Không đăng ký được thêm môn nào à? Chỉ còn mấy môn trường đăng ký sẵn nữa thôi. Tao bảo mày rồi, giao quăng nét, mạng cắp quang căng đét thì không nghe. Ba cái wifi củi bắp này làm sao mà đăng ký được. À, mày như kỳ sau mày học tiếng Anh chuyên ngành đúng không? Tao còn sách kỳ trước ấy, cần thì tí tao lấy cho. Tiếng Anh chuyên ngành á? Excuse me, can you tell me which bus number I have must catch to go to Taehyun Street? Taehyun Street, the bus number. Bus number go to Taehyun Street. Tại hiện á? Yeah, yeah. Do you know the bus number? Yeah. Hi, buddy. Yeah. Oh, hey, man. Yeah. I want to go to Taehyun Street. Which bus I must take? So, you're right here. Yeah. So, you can take the bus. Yeah. Thank you very much. Have a nice day. Không được, không thể để một đứa vô dụng như mình thất bại thêm lần nữa. Hello guys, nice to meet you. So, this is the first time we've met. Excuse me. May I come in? Yeah, come in please. Mà bạn ý bơ tao ấy mày ạ. Thế luôn á? Mày có tin vào định mệnh không? Định mà chẳng mệnh. Thôi bởi bây giờ ấy, mùng 1 thích ai thì mùng 2 phải chém. À, phải tán. Tao tán á? Ừ. Không lẽ mày định để thanh xuân của mày trôi qua xuống nhạt nhẽo, vô vị như thế à? Thôi đi, mày có gì hơn tao? Xin lỗi đây. Đây này. Con lợn, mày giấu tao. Chuyện như thế mà mày giấu tao được à? Từ bao giờ? Ừ? Tao cũng phải tán mãi lắm mới chịu đổ ấy. Thanh xuân ấy, nhất định phải theo đuổi ai đấy. Mà nếu mà mày muốn cứu vớt cái thanh xuân nhạt nhẽo của mày ấy, thì mày phải nghe tao. Nhất cự ly, nhì tốc độ. Bằng mọi giá, nhất định là phải tiếp cận được hắn. Đi học, phải tìm chỗ ngồi cạnh hắn. Ngồi đi.
biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Lai lịch, thói quen, sở thích, tính cách, sở trường sở đoạn, tất cả mọi thứ phải nắm bắt được trong lòng bàn tay. Ui ui, đến thoát à? Sao lại đi soi hàng người ta? Và cuối cùng, phải biết gia tăng giá trị bản thân, chăm sóc sắc đẹp. I just can't seem to move on. I've been watching, but the star refused to shine. There's got to be something for my soul somewhere. I've been looking for someone to search. This is Trần Quốc Pagoda, one of the most famous pagodas in Hà Nội. It was built 1500 years ago from Lý Nam Đế Emperor. Let's come in and take a closer look. Hello guys, I'm Link. Now I would like to tell you about my study last weekend. Last Sunday, when I was walking around Hoàng Kim Lake, he was so happy and gave me a lot of advice. Này, tài liệu gì đấy? Cho tôi xem đi. Cái này hay đấy. Hay là cho tôi mượn tôi đi photo nhá. Lát nữa tôi sẽ gửi lại. Được rồi, lát nữa gửi tôi là được. Phong, tớ mới sưu tầm được này, cậu tham khảo đi. Đúng rồi, tớ cần đấy. Nhưng mà... tôi có cái này cho cậu này. Ngọc vừa đưa tớ một bản rồi. Cảm ơn cậu nhé. Can you sing a little bit? Yes, of course. Come on. So amazing! Any songs from anyone else? If there's no one else, so... Oh wait, wait. Maybe we can try with a cute voice. Link, come on, come on. Today is our last meeting. What can I say? We had many memories, so many things to look back on. I will miss you so much, my best trainer, for inspiring us to love English. I will also miss you, my friend, who made me laugh, who shared with me difficulties in life.
promise me you will never forget me because I will always honestly, truly, completely love you. Tớ à? À, giờ này cũng muộn rồi đấy. Cũng hết xe buýt rồi. Hay là để tớ chở Linh về nhé. Xin lỗi, nhưng tớ nghĩ là sẽ có người phù hợp với cậu hơn tớ. Theo đuổi một ai đó, vì biết đâu người ta cũng đang thích mình thì sao?